Ngày 12 tháng 11, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vào cuộc xác minh, điều tra việc tàu cá cùng 12 ngư dân ở tỉnh Kiên Giang bị tấn công khi đang hoạt động trên biển. Trước đó, anh Phạm Văn Đồng, 30 tuổi, ngụ thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, đã gửi đơn trình báo về việc tàu cá cùng 12 ngư dân bị tấn công khi đang hoạt động trên vùng biển đến các cơ quan chức năng. Theo trình bày của anh Đồng, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 8 tháng 11, tàu cá của anh cùng hai tàu cá khác với tổng cộng 12 ngư dân hoạt động tại vùng biển tỉnh Cà Mau thì bất ngờ có 3 phương tiện áp sát. Những người trên đó đã dùng bom xăng, súng tự chế ném và bắn vào những người đi trên 3 tàu cá. Khoảng 10 phút sau, họ bỏ đi. Lúc này, các ngư dân lo dập lửa cháy do bom xăng và sơ cứu cho những người bị thương. Vụ tấn công khiến một ngư dân 30 tuổi, ngụ thành phố Hà Tiên bị bắn trúng chân, ngư dân 45 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc bị đạn bắn xuyên bắp chân, còn ngư dân 51 tuổi, ngụ thành phố Hà Tiên bị đạn bắn vào mặt. Hiện 3 ngư dân bị thương đã được phẫu thuật và sức khỏe dần ổn định. Chiều ngày 12 tháng 11, ông Nguyễn Kiên Quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trong ngày, nhiều bà con ngư dân trên địa bàn đi tàu ra khơi cách bờ khoảng hơn 1 hải lý đã đánh bắt trúng số lượng lớn cá phướng, địa phương còn gọi là cá hố nhỏ và cá đù biển. Giá bán cá phướng ngay tại bờ biển xã Kỳ Phú dao động khoảng từ 7.000 đồng đến 10.000 đồng một ký và cá đù khoảng trên dưới 15.000 đồng một ký. Từ đầu năm 2023 đến nay, đây là lần bà con ngư dân ở xã Kỳ Phú đánh bắt trúng cá hố và cá đù biển với số lượng nhiều nhất. Ngoài ra, trong dịp này, bà con ngư dân ở xã Kỳ Phú cũng đánh bắt được thêm nhiều loại cá nục, cá bạc má, cá cơm. Qua đó, giúp ngư dân có nguồn thu nhập đáng kể, phấn khởi, yên tâm vươn khơi bám biển, bám ngư trường. Hiện nay, trên địa bàn toàn xã Kỳ Phú có tổng cộng khoảng 200 tàu cá, công suất từ 16 mã lực trở lên, trong đó có hơn 100 lượt tàu đánh bắt trúng cá hố và cá đù biển, với sản lượng ước tính bình quân khoảng từ 1,5 tạ đến 3 tạ một tàu. Chiều ngày 12 tháng 11, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23, diễn ra lần đầu tiên tại thành phố Đà Lạt từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc gia nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh và các nghệ sĩ trong hoạt động sáng tác điện ảnh. Trong suốt thời gian diễn ra liên hoan phim lần này, ban tổ chức sẽ trình chiếu 91 bộ phim thuộc chương trình phim dự thi và 56 bộ phim chương trình phim toàn cảnh miễn phí cho người dân và du khách đến thưởng thức tại rạp chiếu ở thành phố Đà Lạt và huyện Đức Trọng. Gồm các bộ phim Đất rừng phương Nam, Nhà bà nữ, Em và Trịnh, Người vợ cuối cùng, Kẻ ẩn danh, Tro tàn rực rỡ, Con nhót mót chồng. Ngoài trình chiếu miễn phí, các bộ phim tham gia liên hoan phim lần này sẽ được trình chiếu lưu động tại các địa phương, vùng sâu vùng xa, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Dự kiến trong một tuần diễn ra sự kiện, Đà Lạt sẽ đón khoảng 190.000 lượt du khách đến tham quan, thưởng thức các tác phẩm dự thi. Đối với cá nhân, ban tổ chức sẽ trao giải thưởng đạo diễn xuất sắc, tác giả kịch bản xuất sắc, đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc, quay phim xuất sắc, nữ diễn viên chính xuất sắc, nam diễn viên chính xuất sắc, nữ diễn viên phụ xuất sắc, nam diễn viên phụ xuất sắc, họa sĩ xuất sắc, âm nhạc xuất sắc, âm thanh xuất sắc. Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt vào tối ngày 21 tháng 11 và được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Việt Nam. Chiều ngày 12 tháng 11, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đã phát đi bản tin cảnh báo gió mạnh trên biển, sóng lớn khu vực biển Nam Bộ. Theo đó, áp cao lạnh lục địa tăng cường về phía Nam. Áp cao cận nhiệt đới trên cao có trục qua Trung Bộ, nhiễu động gió đông, hoạt động yếu. Quan trắc gió tại các trạm ven biển cấp 2, cấp 3, giật cấp 4, cấp 5. Trạm DK17 ở ngoài khơi vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Cà Mau có gió hướng đông, cấp 2, giật cấp 4. Áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định. Trên cao, nhiễu động gió đông hoạt động yếu dần. Khu vực biển Nam Bộ có gió cấp 4, cấp 5, giật cấp 5, cấp 6. Khoảng từ trưa ngày 13 tháng 11, trên vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, gió mạnh lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 6, cấp 7.
sóng cao từ 1,0 đến 2,4 mét. Trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Cà Mau có gió mạnh lên cấp 5, cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 6, cấp 7. Sóng cao từ 1,0 đến 2,5 mét. Biển động nhẹ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vùng biển ven bờ ở mức cấp 2. Ngày 12 tháng 11, cảng Chân Mây tỉnh Thừa Thiên Huế đã đón một tàu biển quốc tế cập cảng với hơn 3.000 khách đến tham quan các địa phương trong khu vực miền Trung như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Trong 9 tháng của năm 2023, cảng Chân Mây đã đón 12 chuyến tàu du lịch với hơn 13.000 khách. Dự kiến đến hết năm 2023, cảng sẽ đón thêm 10 chuyến tàu biển quốc tế. Cảng Chân Mây là cảng biển nước sâu được Hiệp hội Du lịch Châu Á lựa chọn là một trong 46 cảng biển ở khu vực Đông Nam Á để xây dựng điểm dừng chân cho các du thuyền, tàu du lịch lớn. Hiện nay, nhiều đối tác trong và ngoài nước mong muốn hợp tác để phát triển cảng Chân Mây trở thành nơi đón tàu khách hạng sang cỡ lớn ở khu vực miền Trung Việt Nam.